41 là đôi mày của chư Phật cao cong sáng mướt, hình như trăng đầu tháng. 42 là tai của chư Phật dày, rộng lớn, dài, trái tai thòng xuống trọn vẹn. 43 là hai tai của chư Phật xinh đẹp, bằng phẳng, không có các lỗi. 44 là dung nghi của chư Phật làm cho mọi người trông thấy không tổn hại, ô nhiễm, đều sanh kính mến. 45 là trán của chư Phật rộng, viên mãn, bằng thẳng, dáng tướng đẹp, đặc biệt. 46 là phần thân của chư Phật, nửa trên đầy đặn như sư tử chúa, oai nghiêm tuyệt đối. 47 là tóc của chư Phật dài mượt, xanh biếc, dày khít, chẳng bạc. 48 là tóc của chư Phật thơm sạch, nhỏ mịn, mướt láng, xoay quanh bên hữu. 49 là tóc của chư Phật bằng thẳng, không rối, cũng không dính chùm. 50 là tóc của chư Phật chắc chắn, không đứt, cũng không rơi rụng. 51 là tóc của chư Phật sáng trơn đẹp lạ, bụi đất không dính. 52 là phần thân của chư Phật vững vàng, đầy chắc kiên cố, hơn thân Na La Diên. 53 là thân thể của chư Phật cao lớn, ngay thẳng. 54 là các lỗ trên thân của chư Phật trong sạch tròn đẹp. 55 là phần thân của chư Phật có thế lực thù thắng không ai sánh bằng. 56 là thân tướng của chư Phật được mọi người thích nhìn, thường không nhàm chán. 57 là gương mặt của chư Phật dài rộng, vừa vặn, trong sáng như trăng rằm mùa thu. 58 là dung mạo của chư Phật thư thái, sáng láng, trước khi nói hay mỉm cười, có thuận không trái. 59 là diện mạo của chư Phật sáng láng, vui vẻ, tránh xa các lỗi nhăn nhó, xanh đỏ. 60 là thân của chư Phật trong sạch, không nhơ uế, không hôi hám. 61 là lỗ chân lông của chư Phật thường bay mùi hương thơm như ý vi diệu. 62 là gương mặt của chư Phật thường thoảng hương thơm tối thượng thủ thắng. 63 là tướng đầu của chư Phật tròn trịa, đẹp đẽ như quả mạt đạt na, như lọng trời. 64 là đông thân của chư Phật xanh biếc, sáng sạch, đỏ hồng như cổ chim công, thêm sắc màu đồng đỏ. 65 là pháp âm của chư Phật nói ra, dù nhiều người hay ít người cũng chẳng thêm bớt, hợp lý, không sai. 66 là tướng đỉnh của chư Phật không ai thấy được. 67 là tay chân của chư Phật có mạng lưới, kẽ ngón rõ ràng, trang nghiêm xinh đẹp, màu như đồng đỏ. 68 là khi chư Phật bước đi, chân cách đất khoảng chừng 4 ngón, vẫn hiện rõ dấu chân. 69 là chư Phật đi lại vững vàng, thân không nghiêng động, cũng không siêu ngã. 70 là uy đức của chư Phật vang dội rất xa, kẻ ác tâm thấy thì vui vẻ, sợ hãi thấy thì an lạc. 71 là âm thanh của chư Phật chẳng cao chẳng thấp, tùy theo ý muốn của chúng sanh mà thuyết pháp cho hòa hợp vui vẻ. 72 là chư Phật tùy theo ý thích của hữu tình mà thuyết pháp cho thích hợp. 73 là chư Phật đều đồng một thứ tiếng diễn nói chánh pháp, tùy theo các loại hữu tình giúp họ được hiểu biết. 74 là chư Phật thuyết pháp đều theo thứ lớp, đều có nhân duyên, lời nói hòa nhã. 75 là chư Phật xem các loại hữu tình đều bình đẳng, khen thiện, chê ác, nhưng không thương ghét. 76 là chư Phật trước quan sát rồi sau mới làm, đầy đủ mô phạm, làm cho mọi người hiểu biết một cách thanh tịnh, hoàn hảo. 77 là tướng tốt của chư Phật, tất cả loại hữu tình, không thể thấy hết. 78 là xương đỉnh của chư Phật cứng chắc tròn đầy. 79 là dung nhan của chư Phật trẻ mãi không già, thường tươi đẹp. 80 là lòng bàn tay, chân và trước ngực của chư Phật đều có đức tướng cát tường xoáy tròn quanh, giống như thêu vẻ màu hồng đỏ. Đây là 80 vẻ đẹp của chư Phật. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ các tướng tốt như vậy, nên thân chói sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, bao trùm tất cả. Khi ta vừa khởi tâm, liền soi chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Do vì thương xót các hữu tình nên phóng ánh sáng chiếu soi mỗi phương một tầm. Nếu khi thân ta chiếu sáng thì che lấp các ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, các loài hữu tình không thể biết được ngày đêm, tháng năm, ngày giờ để làm việc, nên làm việc gì cũng không thành tựu. Tiếng tâm chư Phật vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, nếu khi có tác ý, liền vọng đến vô lượng vô biên vô số thế giới, nhưng vì sự lợi ích cho các hữu tình, nên âm thanh tùy theo số lượng của chúng sanh không thêm không bớt.
Này thiện hiện, công đức thù thắng như thế, khi ta còn ở địa vị Bồ Tát, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm việc thành tựu, nên nay tướng hảo viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình thấy đều vui mừng, đều được các sự lợi ích rộng lớn. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đem hai pháp tài sản và giáo pháp, để bố thí giáo hóa các hữu tình, đây là pháp hy hữu đặc biệt. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát dùng việc ái ngữ độ các hữu tình là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng tiếng dịu dàng về các hữu tình trước nói bố thí Ba La Mật Đa, kế đến nói về tịnh giới Ba La Mật Đa, như vậy cho đến cuối cùng là nói Bát Nhã Ba La Mật Đa để làm phương tiện giáo hóa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng âm thanh dịu dàng nói về sáu pháp Ba La Mật Đa để giáo hóa các hữu tình. Vì sao? Vì sáu pháp Ba La Mật Đa này có thể bao trùm tất cả các pháp lành. Này thiện hiện, đại Bồ Tát dùng việc lợi hành độ các hữu tình là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, luôn luôn dùng mọi phương tiện khuyên bảo các hữu tình siêng năng tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa và các pháp lành vi diệu khác, thường không nhàm chán. Này thiện hiện, đại Bồ Tát dùng việc đồng sự độ các hữu tình là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem thần thông thù thắng và sức đại nguyện hiện ở trong địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, cõi trời, người cùng làm việc với họ để phương tiện giáo hóa cho họ được lợi ích. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên dùng bốn niết pháp như vậy làm phương tiện thiện xảo giáo hóa các hữu tình, làm cho họ được lợi ích an vui thù thắng. Đây là các pháp hy hữu đặc biệt. Lại nữa, này thiện hiện, ta đem Phật nhãn xem hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, có đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem giới pháp truyền trao cho các đại Bồ Tát và nói như vậy. Thiện nam tử đến đây, ông phải siêng năng tu học để phát sanh môn văn tự Đà La Ni, nghĩa là siêng học một chữ, hai chữ, cho đến 42 chữ để sử dụng một cách thông thạo. Lại siêng học tất cả ngữ ngôn đều tóm thâu vào một chữ, hai chữ, cho đến 42 chữ để sử dụng một cách thông thạo. Lại siêng học tất một chữ, có thể đầy đủ cả 42 chữ, 42 chữ tóm thâu vào một chữ để sử dụng một cách thông thạo.